Rất vui khi lại quý hàng bạn đã cùng quay trở lại kênh YouTube của HD Radio. Thưa quý hàng bạn, khi các bạn đi tìm mua loa nghe nhạc, nhà loa karaoke, không phải ai cũng đã nắm hết các thông số, ý nghĩa của các thông số đưa lại. Từ đó chúng ta sẽ đánh giá được chất lượng của chiếc loa đó và khả năng phối ghép với các hệ thống như âm ly và đẩy. Ngày hôm nay mình sẽ làm clip để giải đáp một số những thông số chính quyết định đến khả năng phối ghép chất lượng của chiếc loa trong hệ thống dàn karaoke gia đình mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu clip nhé. Và theo mình, khi các bạn chọn mua loa cần lưu ý một số các thông số chính sau đây. Đầu tiên đó chính là tần số đáp ứng của loa. Bất kể một dòng loa từ rẻ cho đến đắt tiền đều có ghi thông số về tần số đáp ứng của loa từ bao nhiêu hertz cho đến bao nhiêu kilohertz. Tai một người bình thường có thể nghe được tần số từ 20 hertz cho đến 20 kilohertz. Ví dụ một chiếc loa có ghi tần số đáp ứng là 40 hertz cho đến là 30 kilohertz thì đó chính là khoảng âm thanh có thể tái tạo được của chiếc loa đó. Tần số đáp ứng càng rộng thì cái tái tạo âm thanh của chiếc loa đó càng chi tiết. Tuy nhiên, để biết chất âm của chiếc loa đó có trung thực hay không thì chúng ta cần phải nhìn thêm vào đồ thị đáp tuyến tần số của loa đó nữa. Đồ thị đáp tuyến tần số của chiếc loa đó càng bằng phẳng thì chiếc loa đó càng có độ âm trung thực hơn. Tóm lại, khi các bạn mua loa cần lưu ý đó là tìm những chiếc loa nào có khoảng tần số đáp ứng càng rộng và đồ thị đáp tuyến tần số của chiếc loa đó càng bằng phẳng thì càng tốt các bạn nhé. Và thông số thứ hai khi các bạn chọn mua loa cần quan tâm đó chính là công suất của loa. Công suất của loa là biểu thị cho độ lớn và sức mạnh của chiếc loa khi hoạt động, có ký hiệu là watt. Ví dụ một chiếc loa có ghi công suất là 250, 500 hoặc 1000 watt. Chúng ta cần hiểu thế nào về các cái dãy công suất như thế này. Đầu tiên là 250 watt, đó chính là công suất định mức của chiếc loa. 500W là công suất chịu đựng và công suất chương trình của chiếc loa đó. 1000W là công suất đỉnh mà chiếc loa có thể đạt được. Công suất định mức là công suất mà chiếc loa đó hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không gây tổn hại đến màng loa. Đó là mức công suất chính khi các bạn cần tìm mua loa. Thứ hai là công suất chương trình hay là công suất chịu đựng. Chiếc loa đó có thể hoạt động trong một thời gian không quá dài, từ 1 đến 2 giờ đồng hồ. Nếu các bạn liên tục hoạt động ở mức công suất chương trình thì chiếc loa chúng ta sẽ dễ bị giãn màng loa, bị méo tiếng, thậm chí có thể cháy loa. Và cuối cùng là công suất đỉnh. Công suất đỉnh là công suất mà loa có thể đạt được trong ngưỡng 1 đến vài giây trước khi chiếc loa đó bị hư hại. Do đó khi các bạn sử dụng loa thì không nên sử dụng ở mức công suất đạt đỉnh, đó là công suất rất là nguy hiểm cho chiếc loa. Và thông qua công suất của loa chúng ta có thể lựa chọn những chiếc âm ly hoặc cục đẩy sao cho phù hợp. Theo mình thì các bạn có thể lựa chọn những chiếc âm ly hoặc cục đẩy công suất có ngưỡng công suất ít nhất là bằng hoặc lớn hơn công suất định mức của chiếc loa đó ở cùng một mức trở kháng. Và theo kinh nghiệm của các nhà sản xuất loa karaoke, chúng ta nên sử dụng những chiếc âm ly hoặc cục đẩy có ngưỡng công suất bằng với công suất chương trình của chiếc loa đó ở cùng một mức trở kháng để cho chất lượng cũng như độ bền của loa và âm ly một cách tốt nhất các bạn nhé. Và thông số tiếp theo các bạn cần quan tâm khi lựa chọn mua loa đó chính là độ nhạy của loa. Độ nhạy của loa là thông số phản ánh độ lớn âm thanh mà chiếc loa đó có thể tái tạo ra được ở cùng một khoảng mức tiêu chuẩn, có đơn vị tính là decibel, viết tắt là dB. Tính mức tiêu chuẩn là gì? Là khi chúng ta cung cấp cho chiếc loa đó một mức công suất là 1W với điện áp là 2.83V, trở kháng của loa là 8 ohm và được đo trước loa là 1m sẽ cho ra độ nhạy của loa. Độ nhạy của loa càng cao thì khả năng phát ra âm thanh của chiếc loa đó càng lớn và mức tiêu thụ công suất của chiếc loa đó càng thấp. Trung bình một chiếc loa sẽ có độ nhạy là 87 dB. Nếu một chiếc loa nào có độ nhạy trên 90 dB được coi là loa có độ nhạy cao. Loa có độ nhạy cao thì khả năng phối ghép với các âm ly hoặc cục đẩy sẽ dễ dàng hơn so với những loa có độ nhạy thấp. Do đó các bạn khi chọn một loa cần lưu ý lựa chọn những dòng loa có độ nhạy cao sẽ tốt hơn các bạn nhé. Và thông số thứ tư các bạn cần lưu ý khi mua loa đó chính là trở kháng của loa. Trở kháng của loa là một thông số rất quan trọng để giúp các bạn phối ghép một cách an toàn giữa loa và âm ly hoặc cục đẩy. Nếu trở kháng của âm ly cao hơn so với trở kháng của loa sẽ gây đến tình trạng là âm ly hoạt động quá tải và gây cháy. Cho dù đã đạt điều kiện là công suất của âm ly lớn hơn hoặc bằng công suất định mức của loa mà mình nhắc tới ở phần công suất loa. Do đó khi bạn lựa chọn mua loa cần mua những chiếc loa có trở kháng phù hợp với âm ly. Ví dụ như chiếc âm ly của bạn
có trở kháng hoạt động từ 4 đến 8 ohm, thì các bạn lựa chọn những dòng loa có trở kháng trong khoảng từ 4 đến 8 ohm để được cuốn ghép an toàn và hiệu quả nhất các bạn nhé. Và thông số thứ 5 các bạn lưu ý khi các bạn mua loa đó chính là về số lượng của loa và số lượng tiếng của loa. Và số lượng của loa là thông báo chúng ta biết là số lượng của loa có trong một thùng loa, còn số lượng tiếng của loa là khả năng tái tạo âm thanh của ba loại âm bass, mid, treble của chiếc loa đó do mạch phân tần chi phối các củ loa phía trong. Chúng ta có các đường loa phổ biến như là đường loa 2 đường tiếng và 3 đường tiếng. Có những đường loa là 4 đường tiếng, 5 đường tiếng. Những đường loa nhiều đường tiếng thì sẽ cho chất âm chi tiết hơn, sống động hơn và trung thực hơn. Tuy nhiên thì có mức giá đầu tư sẽ là cao hơn. Do đó thì đa phần những đường loa nhiều đường tiếng phù hợp với những dòng loa nghe nhạc. Còn loa karaoke các bạn sử dụng những đường loa 2 đường tiếng, 3 đường tiếng là phù hợp các bạn nhé. Và thông số thứ 6 các bạn cần lưu ý khi chọn một loa đó chính là góc của âm của loa. Góc của âm của loa là độ bao quát âm thanh của chiếc loa đó trong một phạm vi nhất định. Góc của âm sẽ được tính theo chiều ngang và chiều cao của loa. Ví dụ một chiếc loa có góc của âm V là H nhân V 70 độ nhân 100, chúng ta sẽ biết đó chính là góc của âm chiều cao của chiếc loa là 70 độ cộng với góc của âm chiều ngang là 100 độ. Với thông số này thì với các hệ thống gia đình, nghe nhạc gia đình hoặc karaoke gia đình chúng ta không cần quá chú trọng. Tuy nhiên thì các hệ thống liên quan đến sân khấu ngoài trời hoặc là hội trường lớn thì chúng ta cần lưu ý về thông số này các bạn nhé. Và thông số cuối cùng các bạn cần lưu ý đó chính là kích thước thực tế của loa. Kích thước thực tế của loa sẽ giúp các bạn hiểu được và biết được chiếc loa đó có phù hợp với không gian bài trí gia đình hay không. Có rất nhiều khách hàng khi đến mua loa tại HD Radio có nói rằng đã tham khảo hình ảnh trên các website. Tuy nhiên, trái tim khô cằn heo ú xe tôi buồn đau, nhưng thật cay đắng khi biết là do đó hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo về ngoại hình, còn kích thước chuẩn cho 3 chiều dài nhân rộng nhân sâu thì các bạn cần đặc biệt lưu ý để giúp các bạn tìm được chiếc loa phù hợp nhất với không gian của các gia đình mình, tránh tình trạng mua loa về lại không bắt tập vừa vừa mất tiền vừa mất công và mất sức. Trên đây là những lưu ý để giúp các bạn chọn mua cho mình một loa phù hợp nhất, hay nhất. Nếu thấy clip hay và hữu ích hãy like và subscribe kênh YouTube của HD Radio. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại với các bạn ở những video clip tiếp theo. HD Radio nâng tầm giá trị giải trí.